Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tối thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên. Khi nông dân là chuyên gia trên đồng ruộng. Nông dân Ninh Thuận cắt bỏ lúa sinh trưởng chậm do ảnh hưởng mưa lũ. Đồng bào dân tộc thiểu số Lạc Dương trồng nấm Tú Trần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 15 tháng 1, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành nội vụ. Dự hội nghị về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Năm 2018, ngành nội vụ đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Kỷ luật kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp, quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ. Các địa phương đã tích cực chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng với nhau và với cơ quan của Đảng, theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Công tác quản lý sử dụng biên chế, đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền, v.v. được thực hiện nghiêm theo quy định. Công tác tinh giản biên chế, cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ, hội, quỹ được tăng cường. Với phương châm hành động của năm là tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin, ngành nội vụ đề ra với 5 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 6 giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, các bộ ngành cần quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của ngành nội vụ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, v.v. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp, đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai minh bạch, tăng cường xử lý công việc bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy, cải tiến chế độ hội họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường công tác truyền thông, thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ ngành nội vụ, đẩy mạnh xây dựng kiến thức chính phủ điện tử của Bộ nội vụ. Chiều ngày 15 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Tham dự tại đầu cầu Lâm Đồng có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện trong tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2018, toàn ngành y tế từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành toàn diện các lĩnh vực y tế. Trong đó hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, đó là số giường bệnh trên vạn dân và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế. Còn lại đạt và vượt 9 trên 11 các chỉ tiêu y tế cơ bản năm 2018. Thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối biên chế và đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm, Bộ Y tế đã tổ chức sát nhập và giảm được 35 phòng trong các vụ. Còn tại các địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc thống nhất mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng, trực tiếp quản lý trạm y tế xã. Đến nay đã có 52 trên 63 tỉnh thực hiện. Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện. Với số lần khám bệnh đạt gần 230 triệu lượt. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Đến nay đã hoàn thành 23 bệnh viện hạt nhân và 138 bệnh viện vệ tinh và có khoảng 85% số bệnh viện vệ tinh có xu hướng giảm chuyển tuyến. Mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế ngày càng tăng. Quản lý chất lượng, giá thuốc được đẩy mạnh. Việc đấu thầu tập trung theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cho người bệnh. Riêng ngành y tế Lâm Đồng trong năm 2018, toàn ngành đã thực hiện hầu hết các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hơn 11%, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế gần 96%, có 7,3 bác sĩ trên 1 vạn dân,
Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt gần 84%. Đặc biệt trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không để xảy ra dịch bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh đã đảm bảo thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Công tác dược cơ bản bảo đảm cung ứng thuốc thiết yếu đến các vùng sâu vùng xa, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động tuyến y tế cơ sở, tuyến xã, phường, thị trấn từng bước được cải thiện, nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng cao của nhân dân. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có trạm y tế. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương trong cả nước đã tập trung tham luận, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh, cũng như nâng cao chất lượng dân số, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả. Trong năm 2019, Bộ Y tế đưa ra 17 nhiệm vụ và các nhóm giải pháp hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao chỉ số sức khỏe cơ bản cho người dân, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Sáng nay 15 tháng 1 tại thành phố Đà Lạt, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 với chủ đề Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tham gia hội thảo có giáo sư, viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, chủ nhiệm chương trình cùng các nhà khoa học trên địa bàn Tây Nguyên và đại diện các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong nước. Hội thảo chia làm hai tiểu ban. Tiểu ban 1 tập trung vào giải pháp khoa học công nghệ, quản lý tổng hợp tài nguyên, thiên nhiên, sản xuất nông lâm nghiệp và phòng tránh thiên tai. Trong đó, các nhà khoa học đã phân tích các giải pháp lưu trữ và khai thác hiệu quả tài nguyên nước mặt Tây Nguyên, diễn biến mực nước ngầm trong các thành tạo basan, giải pháp bổ cập và nâng cao mực nước ngầm, những phát hiện mới về các di sản địa chất, văn hóa, lịch sử trong hang động núi lửa Krông Nô, Đắk Nông. Kết quả xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm trong chăn nuôi heo rừng, bò sữa, bò thịt trong các địa bàn Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm sinh học dùng trong canh tác cà phê và hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững. Hiện trạng phát triển dược liệu tại Tây Nguyên. Tiểu ban 2 tập trung vào các luận cứ khoa học cho liên kết vùng, hội nhập quốc tế và phát huy nguồn nội lực khu công nghiệp tại Tây Nguyên. Theo đó, các đề tài khoa học đã được đề cập như phát huy lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên, những vấn đề cơ bản và giải pháp quản trị liên kết vùng và hàm ý cho việc thúc đẩy liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với Nam Trung Bộ, an ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới, thực trạng và giải pháp, một số giải pháp bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng biên giới Tây Nguyên và tạo sản phẩm hàng hóa từ nguồn dược liệu bản địa. Chương trình khoa học cấp quốc gia, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế được Chính phủ giao Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, tiếp nối chương trình Tây Nguyên 3 đã được triển khai từ cuối năm 2016. Trong chương trình có 4 mục tiêu cơ bản: cung cấp luận cứ khoa học về liên kết vùng, ngành và hội nhập kinh tế quốc tế, xác định lĩnh vực liên kết vùng và hội nhập quốc tế hiệu quả, đề xuất các chính sách, giải pháp, ứng dụng có hiệu quả và chuyển giao công nghệ tiên tiến thích hợp, lựa chọn và nhân rộng các mô hình vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, cung cấp giải pháp khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản lý về tài nguyên môi trường, rủi ro thiên tai và quản lý xã hội theo hướng bền vững, phát huy nguồn lực khoa học công nghệ Tây Nguyên. Sau hơn 2 năm triển khai, chương trình đã xét chọn được 32 đề tài với sự tham gia nghiên cứu của 900 nhà khoa học cả nước. Hội thảo lần này không chỉ báo cáo tiến độ những phát hiện mới của các nhiệm vụ khoa học, mà còn là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, nhằm đạt được những đỉnh cao mới trong khoa học và đưa vào ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Tiếp đó, vào chiều nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình khoa học cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 với chủ đề Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tham gia hội thảo có giáo sư, viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, chủ nhiệm chương trình, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng các nhà khoa học trên địa bàn Tây Nguyên và đại diện các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong nước.
chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế được triển khai từ giữa năm 2016. Ngay sau khi tổng kết chương trình Tây Nguyên 3, Tây Nguyên là vùng địa lý chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Sau hơn 30 năm phát triển đổi mới đã bước vào giai đoạn liên kết hội nhập quốc tế sâu rộng cùng cả nước. Quy luật khách quan trong phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên đã và đang nảy sinh những vấn đề mới từ sức ép của quá trình toàn cầu hóa kinh tế và biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên cạnh đó là những chuyển biến thích ứng với vai trò địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa trong giai đoạn mới. Đồng thời, cần có những giải pháp quản trị tài nguyên môi trường, phòng tránh thiên tai đã được phát hiện từ các kết quả nghiên cứu của chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015. Xuất phát từ tính chất cấp thiết trên, từ đầu năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất xây dựng đề cương chương trình Tây Nguyên lần thứ tư trình chính phủ, chương trình Tây Nguyên 2016-2020 với các nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ cho liên kết vùng và hội nhập quốc tế, ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất nông lâm công nghiệp và dịch vụ, tìm giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các hệ sinh thái đặc thù, lựa chọn triển khai một số dự án ứng dụng công nghệ và cung cấp các giải pháp phát huy nguồn nội lực khoa học và công nghệ tại Tây Nguyên. Sau 2 năm triển khai, đã có 32 đề tài nhiệm vụ khoa học được triển khai với sự tham gia của 918 nhà khoa học trên cả nước, trong đó có 7 nhiệm vụ khoa học do các trường, viện đóng tại Tây Nguyên, miền Trung chủ trì. Đây được coi là giải pháp tăng cường nguồn nhân lực khoa học công nghệ tại chỗ phục vụ chiến lược lâu dài, đưa khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên, miền Trung. Tổng các sản phẩm đăng ký trong chương trình bao gồm 31 quy trình, 28 mô hình, 7 giải pháp hữu ích, sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các nhiệm vụ khoa học sẽ hỗ trợ đào tạo trên 70 tiến sĩ, thạc sĩ, sẽ công bố trên 100 bài báo trong nước và từ 24 đến 25 bài báo quốc tế. Một cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu khoa học đồ sộ hiện tại được hoàn thiện, nâng cấp, chuyển giao cho Tây Nguyên, phục vụ quản trị và truyền thông hiệu quả các kết quả nghiên cứu của chương trình. Hội nghị cũng khẳng định, để Tây Nguyên phát triển bền vững thành vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, đòi hỏi ba nguồn lực cơ bản đó là tài nguyên thiên nhiên môi trường, trong đó có môi trường thể chế, nguồn lực tài chính và nguồn lực con người. Trong giai đoạn liên kết vùng, kinh tế, thị trường và hội nhập quốc tế, khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt, liên kết nguồn lực tài nguyên môi trường và nguồn nhân lực để thu hút nguồn lực tài chính phục vụ phát triển bền vững. Bởi vậy, các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cần được quản trị, truyền thông và chia sẻ hiệu quả, phục vụ quản lý, đào tạo và đầu tư doanh nghiệp. Và chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển một Tây Nguyên bền vững với những thành quả mới trên mọi mặt của đời sống. Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kinh nghiệm cho nhiều nông dân khác cách sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao là cách làm mà nhiều nông dân đang hướng tới. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian qua, chương trình tái canh cà phê đã được các ngành các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và ngày càng nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhiều hộ dân. Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo kế hoạch thực hiện tái canh cải tạo giống cà phê bền vững năm 2018, Lâm Đồng đã hỗ trợ các nông hộ gần 1,5 tỷ đồng thực hiện tái canh hơn 327 hectare cà phê. Trong đó hỗ trợ thực hiện trồng tái canh gần 288 hectare, ghép cải tạo 40 hectare. Diện tích tái canh vượt so với kế hoạch do một số huyện không có nhu cầu ghép cải tạo và giá cây giống cà phê vối ghép cao nên chuyển sang hạng mục trồng tái canh bằng cây giống thực sinh. Bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước đã làm động lực để các nông hộ tiếp tục đầu tư tái canh, cải tạo cà phê già cỗi năng suất thấp, nâng tổng số diện tích cà phê tái canh toàn tỉnh trong năm 2018 lên gần 9.000 hectare. Thưa quý vị và các bạn, là người tiên phong trong áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của huyện Lâm Hà, gần 7 năm gắn bó và phát triển nhiều loại hình cây trồng khác nhau. Đến nay, anh Chữ Văn Thành đang duy trì hai loại cây chính, đó là ớt chuông và dưa lưới, trồng trên giá thể. Không chỉ làm giàu cho mình, anh Thành còn là người trực tiếp chuyển giao công nghệ sản xuất cũng như giống cây trồng cho nhiều nông dân trên địa bàn huyện Lâm Hà. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Với diện tích hơn 3.000 m2 ớt chuông được trồng trên giá thể của gia đình, anh Chữ Văn Thành ở thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Cứ một tuần thu hoạch một lần và thu liên tục trong vòng 9 tháng,
bình quân mỗi trái ớt chuông có trọng lượng gần 300 gram được bán ra thị trường với giá 20.000 đồng 1 kg. Trong cái khung nhà kính này á, thì mà trên cái nền của cái giá thể này á, là nó chỉ được cho phép là trồng được những cái cây mà ăn trái thôi với cái mô hình giá thể. Cho nên tôi lựa chọn là giữa cái ớt chuông và dưa lưới. Thì hai cái chủng loại cây trồng này thì đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn các cây trồng khác trồng ngoài đất. Trước khi tìm ra sự tối ưu của hai cây trồng chính là ớt chuông và dưa lưới trồng trên giá thể, anh Thành đã thử nghiệm trồng nhiều loại cây khác nhau như rau, hoa v.v. Cuối cùng dưa lưới và ớt chuông được anh chọn là hai loại cây trồng chủ lực. Tất cả các quy trình chăm sóc được áp dụng theo công nghệ tưới nhỏ giọt tự động, kèm theo đó là một quy trình chăm sóc nghiêm ngặt và bài bản. Sau 9 tháng trồng và thu hoạch ớt chuông, anh lại tiếp tục xuống giống dưa lưới. Cứ như thế, hai loại cây chủ lực được luân phiên canh tác trên thửa đất này. Hiện tại, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà có hơn 40 hectare áp dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Điều này cho thấy người nông dân đã từng bước tiếp cận với loại hình sản xuất này. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế, nông dân còn gặp nhiều trở ngại về vốn, cũng như kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc. Do vậy, từ thực tiễn của bản thân, anh Chữ Văn Thành đã chuyển giao công nghệ sản xuất cho bà con với diện tích gần 10 hectare ớt chuông và dưa lưới cho bà con nông dân trong huyện Lâm Hà. Bây giờ gia đình thì chỉ có 3.000 mét này thôi. Chứ còn mở rộng mô hình hay mở rộng hộ liên kết để vào một đầu mối thì thôi. Bây giờ thì trong sự quản lý của tôi về kỹ thuật và cây giống thì tôi đã quản lý được 10 hectare rồi. Ươm giống, cung cấp giống, tư vấn kỹ thuật, hiệu quả rất cao. Đối với Nam Ban thì phải nói rằng là cái đơn vị đi đầu và trong cái việc là xây dựng các cái mô hình thực tế thì cũng không ở đâu xa lạ, mà chính là các cái địa bàn địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng, đã đi vào thực hiện và có hiệu quả thiết thực. Thì trong cái năm nay thì đặc biệt thì chỉ có cái mô hình là trồng ớt chuông là cái mô hình phải nói thu lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Thì cái mô hình này thì được rất nhiều nông dân người ta đến tham quan mà cũng đang muốn là phát triển nhân rộng cái mô hình này. Việc áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã khẳng định được hiệu quả kinh tế trên mỗi diện tích đất canh tác. Với hình thức sản xuất hiệu quả này đang dần hình thành ở địa phương trong tỉnh và sự tiên phong dám nghĩ dám làm của những nông dân như anh Chữ Văn Thành ở thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà cho thấy sự năng động của người nông dân trong thời kỳ hội nhập. Họ chính là chuyên gia trên đồng ruộng để hướng dẫn cho nhiều nông dân khác cách sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, sáng nay 15 tháng 1, Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thăm và tặng quà Tết cho các già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh. Tại đây, đại diện Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã động viên thăm hỏi và chúc Tết các già làng, người có uy tín, mong muốn các già làng và người có uy tín trên địa bàn huyện Di Linh tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, gia đình, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua của địa phương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban công tác mặt trận ở thôn, khu dân cư, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Dịp này, Ban dân tộc tỉnh đã trao 81 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Di Linh, đồng thời khen thưởng cho 14 người uy tín có nhiều thành tích tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực công tác ở địa phương. Sáng nay 15 tháng 1 tại tiểu khu 266 phường 3 thành phố Đà Lạt, Hạt Kiểm Lâm thành phố Đà Lạt phối hợp với ngành chức năng của thành phố tổ chức thả một cá thể mèo rừng có trọng lượng khoảng 2 kg, thuộc nhóm 1B rất quý hiếm, đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng về môi trường tự nhiên. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển các loài động vật quý hiếm đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Trước đó, vào ngày 26 tháng 12, 2018, theo tin báo của quần chúng, Hạt Kiểm Lâm, thành phố Đà Lạt cùng ngành chức năng đã tổ chức kiểm tra ngôi nhà số 105, đường Triệu Việt Vương, phường 3, thành phố Đà Lạt do ông Nguyễn Cảnh Huân làm chủ, đã phát hiện một cá thể mèo rừng trên đang được nhốt trong lồng sắt. Ông Nguyễn Cảnh Huân khai nhận đó là cá thể mèo do ông nuôi nhốt. Trên cơ sở đó, ngành chức năng đã tạm giữ cá thể mèo và tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định đối với hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: nông dân Ninh Thuận đồng thuận cắt bỏ diện tích lúa vụ mùa sinh trưởng chậm để sản xuất vụ đông xuân đúng lịch thời vụ. Khai mạc chiều 14 tháng 1, Hội nghị xúc tiến đầu tư Đắk Nông là sự kiện xúc tiến đầu tư đầu tiên của một địa phương được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự trong năm 2019. Tỉnh phía Nam Tây Nguyên này kỳ vọng sẽ đón dòng vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay với chủ đề Đắk Nông tiềm năng và cơ hội đầu tư. Hội nghị có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 700 nhà đầu tư. Nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên, Đắk Nông được biết đến với nhiều thắng cảnh mê hoặc lòng người như hồ Iasno, một hồ nước tự nhiên được bao quanh bởi những đồi núi nhấp nhô, là quần thể hang động Chư Pluk với hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á và vườn quốc gia Tà Đùng, được ví như Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, v.v. Ngoài du lịch, Đắk Nông có nhiều tiềm năng lợi thế khác, đó là công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông lâm sản. Trong đó, công nghiệp khai khoáng là thế mạnh nổi trội. Dù sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế, nhưng thu hút đầu tư của Đắk Nông chưa được như mong đợi. Trong năm 2018, Đắk Nông đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư cho 20 dự án. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp xây dựng có 15 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Nông nghiệp có 2 dự án với vốn đầu tư dự kiến 117 tỷ đồng, v.v. Những kết quả đó thực sự còn rất ít. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư này, Đắk Nông sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư 39 vừa được Bộ Y tế ban hành, từ ngày hôm nay 15 tháng 1, nhiều dịch vụ y tế sẽ tăng giá từ 3 đến 10%. Theo đó, tiền khám bệnh tại các tuyến dao động từ 26.000 đến 37.000 đồng một lượt, tăng khoảng 10% so với hiện hành. Giá ngày giường điều trị cũng tăng tương ứng, trong đó tiền ngày giường cho bệnh nhân hồi sức tích cực, ghép tủy, ghép tạng, ghép tế bào gốc tại bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt tăng lên 753.000 đồng một ngày, cao hơn gần 70.000 đồng một ngày so với hiện hành. Chi phí giường điều trị các bệnh lý khác cũng tăng mức tương ứng khoảng 10% một dịch vụ. Trong khoảng 1.900 dịch vụ được tính giá mới dịp này, các dịch vụ sử dụng nhiều nhân công như dịch vụ khám bệnh, phẫu thuật, chi phí giường bệnh v.v. có mức tăng cao hơn so với dịch vụ sử dụng nhiều thiết bị y tế. Còn các dịch vụ chụp chiếu như siêu âm thông thường, chụp cộng hưởng từ, siêu âm tim v.v. chỉ tăng giá sắp xỉ 1%. Mức phí kể trên được áp dụng thống nhất với bệnh nhân thu viện phí trực tiếp và bệnh nhân bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo đúng lịch xuống giống đồng loạt vụ đông xuân, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và điều tiết nước tưới, chính quyền xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã vận động hơn 100 hộ dân địa phương cắt bỏ diện tích lúa sinh trưởng muộn do ảnh hưởng mưa lũ của hai cơn bão số 9 năm 2018 và số 1 vừa qua. Cùng với nhiều nông hộ tại thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, qua vận động của chính quyền địa phương, gia đình bà Phạm Thị Hòa đã đồng thuận thuê máy cắt bỏ 3 sào lúa xanh hơn 3 tháng tuổi để kịp lịch gieo đồng loạt vụ đông xuân 2019. Của tôi là được 3 sào, mà giờ tôi đầu tư vô rồi xong hết rồi trơn rồi là hết 4 triệu mấy là 5 triệu luôn. Đó, phân thuốc là 3-4 làm 4 đợt luôn, công cán đồ hết luôn á, rồi như vậy á, rồi bây giờ cái là vô cái là hư hết. Theo kế hoạch, xã Phước Thuận sẽ đồng loạt xuống giống vụ đông xuân 2019 từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1 năm 2019. Để kịp lịch thời vụ, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân phân tích rõ thực chất năng suất của trà lúa vụ mùa hiện tại, tầm quan trọng và lợi ích của việc xuống giống đúng lịch thời vụ. Qua đó, nông dân đã đồng thuận cắt bỏ diện tích lúa vụ mùa sinh trưởng chậm để sản xuất vụ đông xuân kịp lịch thời vụ. Cái vụ đông xuân mà chúng ta sản xuất thì nó sẽ đảm bảo được cái năng suất và chất lượng hơn. Ở trên tinh thần đó thì
với cái quyết tâm của địa phương cũng như là cái vai trò vào cuộc của các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như là ban quản lý nhân dân các thôn thì đã tiến hành vận động nhân dân để mà gạt bỏ cái số diện tích này để mà kịp gieo cái vụ đông xuân năm 2018-2019 cho nó đảm bảo, thì trên tinh thần đó thì được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua vận động của chính quyền địa phương, đến nay nông dân xã Phước Thuận đã cắt bỏ gần 30 hectare lúa vụ mùa sinh trưởng chậm do ảnh hưởng mưa lũ ở các thôn Phước Lợi và Phước Khánh. Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận đã chỉ đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác và chính quyền các thôn liên kết với các doanh nghiệp cung ứng lên kế hoạch xuống giống sản xuất lúa vụ đông xuân với diện tích 377 hectare. Trong đó, lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn là 300 hectare, tăng 112 hectare so với vụ mùa. Hiện nay, nông dân địa phương đang khẩn trương xuống giống vụ đông xuân, vụ lúa chính trong năm với hy vọng thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa cho mùa màng bội thu. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình trồng nấm tú chân, mô hình mở ra hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, tuy mới đưa vào sản xuất nhưng mô hình trồng nấm tú chân đầu tiên ở thị trấn Lạc Dương bước đầu được đánh giá là thành công, đem lại hiệu quả kinh tế khả quan. Mô hình đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình trồng nấm tú chân của hộ gia đình ông Rơ Lê Kinh ở tổ dân phố Buna B qua phóng sự sau. Đây là hai nhà kính trồng nấm với quy mô 100m2, được đầu tư bài bản với hệ thống phun sương tự động khá hiện đại. Vừa kiểm tra độ ẩm cho nấm, ông Lê Kinh kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên ông đến với nghề trồng nấm. Cuối năm 2017, ông được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm do dự án Traika tổ chức và được trực tiếp tham quan mô hình trồng nấm của hợp tác xã Việt Tân Phúc ở Đà Lạt. Ông Lê Kinh nhận thấy việc trồng nấm không quá khó, lại rất phù hợp với trình độ sản xuất của người đồng bào dân tộc thiểu số như ông. Với số tiền tích lũy được và vay mượn thêm từ người quen, gia đình ông đã đầu tư 80 triệu đồng, tận dụng phần đất trống ở sau nhà dựng hai nhà kính để trồng nấm. Sau khi hoàn tất các công đoạn làm nhà, gia đình ông đã nhập về 1.100 bịch phôi nấm đảm bảo chất lượng và bắt đầu thực hiện mô hình. Cái khâu là giống như mình phải chăm sóc nó không mình xa rời, là giống như một đứa con, là phải ngày nào cũng phải trực tiếp không xa. Đó là mình biết được là cái nhiệt độ nó cần bao nhiêu, khi nó thiếu mình phải trực tiếp với nó. Nhất là nước, khi mùa nắng là phải cần có nước đều đều. Trồng nấm tú chân khá nhàn, chỉ cần tuân thủ đúng quy trình và chăm sóc cẩn thận, thường xuyên kiểm tra và đảm bảo về nhiệt độ môi trường để tránh các loại bệnh thường gặp trên cây nấm gây thiệt hại thì nấm phát triển nhanh. Ưu điểm của nấm tú chân là không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón nên nông dân dễ trồng. Phôi nấm đưa về để lên giàn khoảng 20 ngày sau là bắt đầu cho thu hoạch, và cho thu hoạch đến 2 tháng sau mới phải thay phôi mới. Nấm tú chân có thân dày, năng suất cao và rất được thị trường ưa chuộng nên đầu ra rất ổn định. Hiện nay mỗi ký nấm được gia đình ông hợp đồng bán cho hợp tác xã Việt Tân Phúc là 30.000 đồng và bán cho người dân xung quanh từ 35 đến 40.000 đồng một ký. Mỗi ngày gia đình ông thu hái nấm từ 1 đến 2 lần, sáng và chiều, mỗi ngày thu được từ 10 đến 20 ký. Khi mong muốn trong tương lai gia đình chúng tôi muốn nhân rộng ra. Với lại hiện tại bây giờ gia đình thì rất khó khăn, còn vay bên ngoài thì lãi suất cao. Với lại nếu có nhà nước, đảng và nhà nước có thì cho gia đình chúng tôi vay để nhân rộng ra khoảng 4 đến 6 cái nhà nữa. Khí hậu thổ nhưỡng của huyện Lạc Dương được đánh giá là rất phù hợp với các loại nấm. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Lạc Dương mở rộng và phát triển việc trồng nấm tú chân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập. Hiện nay, ngoài hộ ông Lê Kinh và 5 hộ ở xã Đơn Cơ Nớ, 8 hộ đồng bào dân tộc ở xã Đà Chai cũng đang triển khai mô hình trồng nấm từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Lâm Đồng. Mấy mô hình mà đang triển khai, hiện tại đang triển khai tại xã Đơn Cơ Nớ với tại xã Đà Chai, phù hợp với khí hậu thời tiết trong này. Là tại vì cái nấm này là cần độ ẩm nhiều. Sau này sẽ cố gắng phối hợp với các ngành chức năng
cũng là tuyên truyền cho bà con nhân dân. Thì trước mắt thì hiện tại đang làm cho những người có điều kiện làm trước để bà con nhân dân người ta thấy, xong sẽ nhân rộng dần. Thực tế ban đầu cho thấy mô hình trồng nấm đã mở ra hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Mô hình trồng nấm Tú Trân có khả năng nhân rộng nhưng đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, kỹ thuật chăm sóc không quá cao nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ, đúng quy trình mà không phải người dân nào cũng đáp ứng được. Vì vậy, ngoài vốn đầu tư, nông dân muốn phát triển kinh tế bằng nấm Tú Trân cần phải có sự kiên trì, khéo léo thì mới mang lại được thành công. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.